Tiền Dương Giang xin mời đại diện của hai gia đình sẽ cùng tiến về sân khấu trung tâm. Trước tiên, đại diện gia đình nhà chú rể Bảo Tình xin được trân trọng giới thiệu và xin kính mời ông Vĩnh Tương và bà Nguyễn Thị Lệ Châu là bố và mẹ của chú rể trân trọng kính mời gia đình lên sân khấu. Là bố và mẹ của cô dâu trân trọng giới thiệu và xin mời. Tràn ngập tình yêu thương, sự cảm thông và sẻ chia. Và giờ phút này cũng chỉ là dấu mốc hạnh phúc nhất của cô dâu chú rể. Và chắc chắn không để quý vị khách quý phải đợi lâu hơn nữa. Ngay bây giờ đây, Dương Giang xin kính mời chú rể Bảo Tình sẽ cùng đưa cô dâu xinh đẹp Giang Tiên trầm trọng tiến về sân khấu trung tâm trong sự nồng nhiệt chào đón của tất cả mọi người. Trân trọng giới thiệu và xin mời. Hồi hộp và rất hạnh phúc, và ra nhìn thấy hai bạn đang cùng cười rất tươi, chúng ta hãy cùng cổ vũ